cái khô khớp ấy thì thực sự ra là một cái từ chung của một số các cái bệnh về xương khớp thôi, chứ không nhất thiết phải cứ vận động hoặc là bẻ vặn thấy tiếng kêu của cục là khô khớp. Mà trong cái ổ khớp của mình thì bao gồm các cái gân cơ dây chằng thần kinh nó bao bọc lại cái ổ khớp. Khi cái khớp của mình có vấn đề, nguyên nhân gây ra cái bệnh về xương khớp thì nó sẽ các cái phần gân cơ dây chằng nó sẽ bị co giãn và đàn hồi nó không đều. Thế nó gây ra các cái bao bọc cái ổ khớp nó kém, thì nó gây ra khi mình vận động thì các cái ổ khớp nó sẽ gây ra tiếng kêu, chứ không phải là mình cứ nghĩ rằng là đấy là khô khớp như là mình trong cái ổ khớp nó có nước hoặc không có nước. Tất nhiên trong ổ khớp nó có cái một số cái dịch nhầy, trong thời gian vận động thì tự các ổ khớp nó sinh ra một số cái dịch nhầy đó để nó bảo vệ và bôi trơn ổ khớp. Nhưng khi bây giờ đến một cái thời gian nào đó mình đã mắc bệnh về xương khớp thì các cái chức năng sinh tân dịch để bảo vệ ổ khớp của các cái màng nhầy nó kém đi, thì nó gây ra các hiện tượng của cái kêu đó. Thì mình dùng một cái từ dân gian nó rất đơn giản là gọi là khô khớp, nhưng không phải hẳn nó là như thế. Nên là do các bệnh của các cái bệnh về thoái hóa khớp và gai khớp và các cái bệnh về gân cơ thần kinh nó sẽ gây ra các cái hiện tượng kêu đó. Làm văn phòng thì mình cố gắng mình ngồi cho nó vuông cái tư thế một chút, và thỉnh thoảng phải đứng dậy đi lại một chút. Và các cái công việc như mang vác sách thì mình cố gắng là mang vác sách nhẹ nhàng và đúng tư thế một chút. Và kèm theo đó mình có thể mình tập thêm một số các động tác ấy để cho nó mềm mại các gân cơ thần kinh, cái bao bọc cái ổ khớp đó nó sẽ tốt hơn và nó sẽ dần dần nó sẽ bền hơn, thì nó đỡ các cái triệu chứng đó. Xin chào cô chú anh chị. Hôm nay tôi lại ra vườn và hướng dẫn cho cô chú anh chị một công thức chữa đau nhức xương khớp cực kỳ hiệu quả từ lá lốt. Đây là một loại cây rất dễ trồng và có nhiều ứng dụng tuyệt vời, không chỉ trong bữa ăn hàng ngày mà còn là một vị thuốc chữa bệnh rất quý. Chúng ta sẽ cần khoảng một nắm lá lốt, tương đương với khoảng 30-50g cho công thức này. Nếu nhà cô chú anh chị không trồng lá lốt thì chúng ta hoàn toàn có thể ra chợ mua. Và khi mua thì các bác nên chọn những cái lá to bản, màu xanh mướt và không bị sâu bệnh. Lá lốt thì là một trong những cái vị thuốc dân gian được sử dụng rất là phổ biến. Theo đông y, tác dụng của lá lốt có thể kể đến như kháng khuẩn, kháng viêm, giảm đau, đặc biệt công dụng hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp, tổn thương cột sống, đau nhức xương khớp rất hiệu quả, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi. Lá lốt sau khi được rửa sạch, các bác sẽ cắt và thái thành từng đoạn như thế này. Lưu ý không nên thái quá nhỏ bởi vì khi đun sẽ dễ bị nát và dập lá. Sau đó, chúng ta sẽ cho phần lá lốt đã cắt vào một chiếc nồi sạch. Nguyên liệu tiếp theo cho công thức này của chúng ta cũng rất là gần gũi và dễ kiếm, đó chính là gừng. Trong gừng thì có chứa rất nhiều hoạt chất có tác dụng trị liệu cao, lưu thông máu, tăng cường khả năng vận động của xương khớp và hệ thần kinh, từ đó đánh bật các cơn đau nhức nhanh chóng. Gừng sau khi rửa sạch thì các bác sẽ vẫn để nguyên vỏ và thái nhỏ. Sau đó thì các bác cho vào nồi cùng lá lốt trước đó với khoảng 500ml nước. Đun lửa to cho sôi khoảng 1-3 phút rồi vặn lửa nhỏ đun tiếp trong 10 phút. Lá lốt kết hợp với gừng có tác dụng chữa trị chứng đau nhức xương khớp là một mẹo dân gian cực kỳ đơn giản và tiết kiệm, cùng với những cái nguyên liệu rất là dễ kiếm. Thức uống này sẽ có tác dụng giảm chứng sưng viêm, đặc biệt sẽ rất hiệu quả dành cho những người có vấn đề về xương khớp. Tuy nhiên thì các bác cần phải áp dụng đúng cách và kiên trì trong một khoảng thời gian nhất định để đạt được cái hiệu quả cao. Sau khi đã đun 10 phút, các bác tắt bếp và ủ thêm 10 phút nữa. Khi nồi nước đang nguội, các bác chất lấy nước và có thể sử dụng như nước lọc. Mỗi ngày các bác uống khoảng 500ml, duy trì trong khoảng từ 3-4 buổi trên một tuần. Đây là một phương pháp hoàn toàn tự nhiên giúp tái tạo sụn, đồng thời giúp giảm đau sưng các khớp, hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp. Ngoài ra thì gừng trong bài thuốc này còn có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và điều hòa lượng gluco trong máu. Xin chúc cô chú anh chị sẽ áp dụng thành công cái phương pháp này, và đừng quên like và chia sẻ video này để nhiều người cùng biết đến phương pháp dân gian này nhé.